They go through the hell of feet all the way down. Nó đi sẽ vô thẳng sâu vào trong đó khoảng 100 feet. Thank you.
this is a condos, many side. This side one is half. One half. One. And this is different. This is a different side. They take this one, they put inside this cover, and they do solder right here. They make solder. Look at this. See? And they solder. And they put the white in here for using. Same thing. This is condos. That this cover and they solder these two sides and this side too. The big one. Thì đây là cái vỏ nha, cái vỏ và cái này là cái vỏ ở ngoài, cái này size ở ngoài, cái này máy khác. Cái này là cái máy khác, họ bỏ vô, họ bỏ con đút vô rồi họ hàng lại. Cái này cho máy cái dây dẫn ống cách điện, cũng như tàu hạm, tàu ngầm, máy bay. Cái này bằng thép, cái này bằng khoác. Như là màu vàng, hai cái khác nhau. Thì vài bữa nữa mình sẽ hướng dẫn cách lắp ráp về cái máy móc. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cái này. Cái này có thể bán nó dùng nhiều loại lắm cho toàn thế giới. Cái này ống này bên trong, này bên trong nha. Cái này mé hoài. Thì họ bỏ cái ống đó vô cái ống này như vậy, họ hàng lại xịt ở trên trong ngoài khác nhau, họ hàng lại. Cái dây này rất là chắc, không rỉ nước nha. Trước khi làm cái này là phải water test, take water test and compress and water test. So next time I will show you many things to do. We complete it. It's not complete, but this one we complete it. It's done. Và bây giờ bắt đầu đem vào đây để mà
hang lại hai cái đầu. They cut it and then they solder this side. Và đây cọng dây bắt đầu đã hoàn thành và chuẩn bị vô hàng để mà gửi đi những khách hàng, thì họ đã xây. Thì cái ống mình chạy thì nó nằm bên trong. That is inside. And they make nó bọc rất là nhiều cái bọc vỏ bọc ở ngoài. Cái dây này rất là chắc nha, cực kỳ chắc và rất là mắc tiền để cho những chiếc tàu hoặc là máy bay trực thăng. Thì tùy theo những người order bao nhiêu feet thôi, sẽ dài lắm. Nó hai đầu. Dây này cho ống e, ống nước rất là chắc chắn, cực kỳ chắc. Thì đây là nó đã vô, đã xong, đã hàng xong. Bên kia cũng vậy, bên đây đã xong cái hàng, đơn hàng để mà người ta gửi đi. Đây là ống bự hơn, ống to hơn. Nó có bao nhiêu size, bao nhiêu lớn nhỏ. Thì ở trong đây là nó lên như vậy. Ống mình chạy là nằm ở trong, nằm ở trong. Thì đây những cái lô hàng chuẩn bị gửi đi. Và đây là những cái ống nước mình đã chạy, nhỏ lớn. Ống này bự lắm đó nha, ống này là tới 3 inch. Còn mấy kia là nhỏ. In máy, một in máy, nửa in. Thì xong, khi mà chạy xong rồi bắt đầu mình dắt lên đây. Đây là những sản phẩm của máy bay và tàu hãm đã xong, chuẩn bị đặt hàng để mà giao. Một cộng như vậy rất là mắc, một cộng như vậy trị giá mấy ngàn,
mấy ngàn đô. Để bọc cho an toàn hai đầu. Ở đây nó có 3 lớp. Lớp mới trong, lớp trong là mình chạy máy. Lớp thứ hai là đang ở bên kia. Tiếng đan bên đó, đan bằng thép, dây thép. Còn má thứ ba là ống bằng màu đen. Mấy ở ngoài. Bên đây cũng vậy. Bên đây thì cái ống này là chuẩn bị giao hàng. Cộng như vậy rất là mắc. Để cho coi như là bảo đảm 100% Made in the USA. Rất là chất lượng. Để nó bọc lại hai cái này, không được sợ bể. Nó bọc với đầu. To cover this for safety. No broken. Đây là những cái máy ống mình đã quay, đã chạy. Đó, cái đó là máy trong. Mình chạy máy trong. Đây là chạy máy bay, tàu hạm nha. Những tàu hạm máy bay.